Đây là bệnh viện Nhi Đồng 2 nha. Đây là gần 1 giờ rưỡi rồi. Đây là ngày thứ 5. Ngày thứ 4 rưỡi. Bệnh viện Nhi là phía này là đang xây dựng nè, nên là không có gửi xe hơi đâu nghe. Không có chỗ đợi gửi xe hơi cá nhân. Chỉ có xe hơi này là của bác sĩ nhân viên này kia thôi. Đây cái này là đang xây dựng nè. Xây dựng xong là sẽ ok. Có số này em ơi. Đường này là vô bệnh viện Nhi, y vô khoa khoa hô hấp 1, rất là xa nha, những người có tuổi là cũng không đi nổi đâu. Là cái cổng có mấy cái cây rất là cao. Cổng này đi vô phía tay phải là canh tin, bán đầy đủ đồ hết, cũng tiện, bán giá cả cũng phải chăng. Nên là bệnh viện bây giờ đi 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 bệnh viện bây giờ là không có phải quan tâm mà bồi dưỡng hay là tiền bạc như ngày xưa nữa nha, nên thấy nó cũng thoải mái. Chứ ngày xưa mỗi lần vô bệnh viện là phải cho tiền này tiền kia bồi dưỡng rồi này kia đó, này không cho thì cũng không biết như thế nào, mà cho thì cho như thế nào. Đây có một cây rất là mát luôn, cây này rất là bự luôn. Khuôn viên bệnh viện nè, giống như một cái công viên luôn. Viện Nhi Đồng 2 rất là rộng, có như ba mặt tiền, nhưng mà mình chỉ biết chắc là hai mặt tiền thôi. Một mặt tiền đường Nguyễn Du là cái cây nè, rộng không? Bên kia là nhà nhà ngói rất rất là cổ, rất là lâu rồi. Bệnh viện này chắc có từ thời Pháp tới giờ. Bây giờ anh đỡ rồi chứ đang ốm luôn mà. Đó, từ ngoài cổng mà vô khoa hô hấp rất là xa, mấy trăm mét rồi. Có mấy cây rất là cổ, hy vọng rằng tất cả những công trình hay làm cái gì đi nữa cũng phải bảo vệ nó, không có được đốn hạ nó, nghe không? Đốn hạ là không có được đâu. Bệnh viện Nhi nói về tâm linh là mấy em bé ở trên này rất là nhiều đấy. Đấy. Mấy em bé ở trên đó là mát mẻ. Bởi vì bệnh viện mà thì là sẽ có những cái đứa bé nó không có được may mắn á.